Trang Chu, còn gọi là Trang Tử, sinh vào khoảng năm 369, mất năm 286 trước công nguyên, là nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc thời kỳ chiến quốc, một đại biểu quan trọng của đạo gia. Là người đất Mông, nước Tống, lây là Đông Bắc, thương khưu tỉnh Hà Nam, sống đồng thời với Lương Huệ Vương, Tề Tuyên Vương, từng giữ một chức lại ở đất Tân Viên, đất Mông. Sở Uy Vương nghe tướng cho mời làm tướng quốc, nhưng ông không nhận lời. Tương truyền ông từng ẩn cư ở núi Nam Hoa. Vợ chết, gõ chậu ca hát để biểu thị ý tưởng khoáng đạt không câu chấp. Học vấn không điều gì không xem xét đến, nhưng cái gốc cốt yếu nhất vẫn là quy về thuyết lão tử. Vì thế ông viết sách hơn 10 vạn từ, đại để dùng ngôn từ để dẫn dắt vậy. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Trang Tử là bộ Nam Hoa Kinh, viết ở núi Nam Hoa hay còn gọi là sách Trang Tử. Hiện sách còn 33 thiên, 7 nội thiên, 15 ngoại thiên, 11 tạp thiên. Ngoại thiên và tạp thiên có nhiều chỗ pha tạp, mâu thuẫn nhau, có lẽ do học trò ông và những người đời sau theo học thuyết của ông viết. Còn tư tưởng nội thiên nhất quán, phong cách thuần nhất chắc là của chính Trang Chu. Học thuyết trang chu ra sức bài xích nho mặc Lấy bản thể vũ trụ làm chủ, coi thường mọi việc ở đời. Trang Chu đã phát triển hơn nữa quan điểm vô vi của Lão Đam. Ông chủ trương thuận theo tự nhiên, chống lại tất thảy những gì gọi là nhân vi, tức là con người bày đặt ra. Ông theo chủ nghĩa hư vô, cho cuộc đời chỉ là một giấc mộng lớn. Trong tác phẩm Tiêu Giao Du, rong chơi trong cõi tiêu giao, ông cho mọi vật trong vũ trụ đều là không có tự do vì đều bị ràng buộc khống chế bởi những điều kiện khách quan chim bằng thầy liệt muốn bay cao đi xa đều phải chờ gió chỉ có bậc trí nhân mới có thể thoát khỏi mọi sự ràng buộc thảnh thơi tiêu dao trong cõi hư vô một sản phẩm thuần túy của tưởng tượng trong tề vật luận bàn về các vật đều như nhau gần như xóa sạch những yếu tố biện chứng ngây thơ tự phát của lão tử trang chu đặt một dấu bằng giữa các khái niệm đối lập sống chết thọ yểu lớn bé nhiều ít phải trái từ đó đi đến thuyết bất khả tri và chủ nghĩa tương đối những tư tưởng triết học trừu tượng nói trên đã được diễn đạt một cách sinh động qua hàng loạt câu chuyện ngụ ngôn hấp dẫn qua những hình ảnh nghệ thuật thấm đượm một trí tưởng tượng bay bổng táo bạo bằng lời văn bay bướm, phong cách nghệ thuật đa dạng. Ảnh hưởng của Nam Hoa Kinh và học thuyết Trang Chu đối với đời sau khá phức tạp. Xét cả hệ thống, cách nhìn tương đối của Trang Chu là một phương pháp luận mới lạ trong cách nhìn vũ trụ. Tuy dễ dẫn đến hư vô chủ nghĩa, song nhiều yếu tố trong đó lại gây những tác động tích cực rõ ràng. Mỗi yếu tố khi đứng tách ra khỏi hệ thống có thể có những ý nghĩa tương đối độc lập. Đó là một căn cứ để lý giải sức thuyết phục của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn trong năm Hoa Kinh. Nói đời có bến mà cái biết thì không có bờ bến là đúng. Nhưng từ đó không thể kết luận như Trang Chu lấy cái bờ bến theo cái không bờ bến nguy mất thôi. Thuận theo tự nhiên, nếu hiểu là phải thuận theo quy luật khách quan để hành động. Như bếp đinh mổ Châu trong dưỡng sinh chủ là đúng, nhưng từ đó hoàn toàn phủ định nhân vi lại là sai, không phải là vô lý khi nói sự vật vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống. Nhưng không thể từ đó coi sống cũng như chết. Ta thấy thú vị khi Trang Chu và các môn đồ nói trộm nhỏ thì ở tù, trộm lớn thì làm vua. Khi họ gọi khổng tử là đạo khâu, tên trộm khâu nhưng từ đó không thể xem mọi người đều là trộm không thể đặt một dấu bằng giữa đạo đức và phi đạo đức trong một nước cổ đại phương đông mà chủ nghĩa chuyên chế thói cuồng tín luôn luôn thống trị như ở trung quốc không phải ngẫu nhiên mà nhiều lúc một số yếu tố nói trên đã trở thành những vũ khí lợi hại giúp các nhà văn, nhà thơ tiến bộ dáng những đòn bất ngờ, đích đáng xuống hệ tư tưởng nho giáo và những hiện tượng đen tối trong xã hội phong kiến. Dĩ nhiên, kèm theo đó, họ thường cũng hấp thu luôn cả những yếu tố hư vô, bất luận phải trái của Nam Hoa Kinh.